Đa số cái nghề này là toàn nam làm thôi. Thì em có một khoảng thời gian khó khăn, em muốn bỏ ngang. Em tên là Thanh Thùy, em quê em ở Cái Bè. Lúc trước là em ở trên học và làm việc trên Sài Gòn. Em mới về đây công tác ở chi nhánh 7 ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Em năm nay em 22 tuổi. Tính tới thời điểm bây giờ thì em về đây được 4 tháng. Đối với chi nhánh này em cảm thấy là rất là thoải mái, tại vì anh em trong đây cũng hòa đồng, vui vẻ. Thứ nhất là em làm việc ở đây là gần nhà của em. Thứ hai là em làm việc ở đây khoảng một thời gian thì em thấy anh em ở đây cũng vui vẻ, đối xử tốt với nhau. Trước đây em thấy là đa số cái nghề này là toàn nam làm thôi, nữ thì rất là ít, rất là hiếm. Em cảm thấy là em thích cái nghề này, em yêu cái nghề này, em muốn phát triển cái bản thân của em, tương lai em tốt hơn, cho nên em muốn học cái nghề này, chứ em không có quan trọng giới tính. Trước em lên thợ, em cắt cho anh kia hỏi em là con gái cũng học nghề này nữa hả? Không, cái em cũng cười, em nói dạ có. Rồi người ta không có tin tưởng em. Cho nên khi mà em cắt xong một cái đầu đó hoàn chỉnh, xong rồi cũng khen đẹp này kia. Từ đó thì em cảm thấy là em tự tin hơn. Trước khi vô cái nghề này thì em có một khoảng thời gian khó khăn ở lúc đầu. Lúc đầu em còn là học viên á, em phải ra vỉa hè em cắt, nắng em cũng cắt mà mưa em cũng về không kịp, em cũng lỡ dở cắt cho khách thì em cũng phải cắt hoàn chỉnh cái đầu. Đầu em rất là khó khăn, em muốn bỏ ngang để đi học nghề khác, nhưng mà em cảm thấy yêu thích quá nên em cố gắng đến bây giờ. Em nghĩ là đầu tiên là tiền bạc bỏ ra, xong rồi công sức bỏ ra với gia đình em. Em cũng cảm thấy là lúc đó em bị stress luôn, em suy nghĩ nhiều lắm. Xong rồi em còn yêu cái nghề đó nhiều lắm, cho nên là em phải cố gắng làm cho tất cả mọi người thấy là em chọn đúng nghề. Qua đây em xin chúc các bạn học viên ở khóa sau cố gắng lên. Nghề nào cũng lúc đầu cũng khó khăn hết. Các bạn cứ cố gắng là tổ nghiệp sẽ nhìn thấy đâu cũng vào đó thôi. Em xin cảm ơn WC Barbershop đã cho em một cơ hội học tập và làm việc tại đây. Và đây em xin chúc các bạn học viên ở khóa sau thành công trên con đường mà các bạn đã chọn. Tạm biệt các bạn.